Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 238 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên á, thì Duy được kể lại từ một bạn nữ. Mà bạn nói cái câu chuyện này cũng chính là một cái bài học rất đắt giá dành cho những ai đem những cái món đồ cũ của người lạ về nhà sử dụng mà không biết rõ nguồn gốc. Mà cái người bị nạn trong câu chuyện này chính là ba của bạn luôn. Đầu tiên á, thì phải nói về cái chỗ bạn đang sinh sống. Cả nhà của bạn hiện tại đang ở một cái căn chung cư nhiều tầng, chứ không phải là ở nhà dưới mặt đất. Mà cái căn chung cư của bạn á, hình như nó cũng là một cái căn chung cư cũ rồi, khá là lâu năm, thành ra là nó cũng khá là cũ kỹ, với lại cũng hơi xuống cấp rồi đó. Do đó thì nó kéo theo cái hệ thống phòng cháy chữa cháy trong căn chung cư này á, nó cũng không có còn mới, nó cũ kỹ dữ lắm rồi. Mặc dù là vẫn có đó, có cái hệ thống ống nước nè, rồi hệ thống báo cháy này nọ, nhưng do nó lâu năm quá, nhiều khi á, người ta không kiểm tra, rồi sợ nhiều khi đụng chuyện á, có sự cố này nọ, chưa chắc nó đã hoạt động tốt. Rồi thì cả nhà cũng ở đó sinh sống và làm việc như bình thường thôi, đâu có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên tầm khoảng 2 năm trước á, thì tự nhiên ba của bạn, không biết á, là ba nằm thấy một cái giấc mơ như thế nào đó, mà tự nhiên qua cái ngày hôm sau á, ba mới dặn với tất cả mọi người trong nhà đó, là mấy đứa con á, coi phải cẩn thận củi lửa nha, bếp ga này nọ đó, xài xong là khóa ga lại, với lại điện đùng này nọ nè, coi kỹ càng đó nha, tao sợ cháy dữ lắm. Có thể là ba của bạn nằm chiêm bao thấy lửa thấy cháy này nọ, cho nên là ba mới dặn hờ với mọi người vậy thôi. Nhưng mà đúng là sự thật luôn, tầm khoảng một thời gian sau á, cái căn chung cư của bạn nó xảy ra một cái vụ hỏa hoạn khá là lớn, khiến cho 13 người phải thiệt mạng trong căn chung cư này luôn. Rất là hên, nhà bạn không có bị gì hết trơn á. Mọi người biết á, ở chung cư mà, những cái nhà nó liền kề với nhau, thành ra nếu mà cái hệ thống phòng cháy chữa cháy nó không được đảm bảo á, một khi mà xảy ra cháy á, nó sẽ cháy liên hoàn luôn. Cho nên là cái vụ cháy lần đó khá là lớn, nó để lại cái thiệt hại rất là nhiều luôn. Sau khi mà cháy xong, những cái hộ dân mà người ta bị ảnh hưởng á, nhà người ta bị cháy á, người ta không còn ở được nữa. Hình như là người ta cũng tứ tán luôn, đi qua chỗ khác để mà ở tạm bợ. Nhiều người á, còn mướn trọ để mà ở, mặc dù có nhà chung cư đó. Và trong vòng khoảng một năm, khi mà những cái hộ dân mà người ta bị ảnh hưởng, bị cháy đó, người ta chuyển sang chỗ khác để mà ở đỡ, thì trong cái thời gian đó, chủ đầu tư của căn chung cư này á, người ta cũng sửa sang lại những căn hộ đó. Tại vì á, đây là những căn chung cư người ta bỏ tiền ra người ta mua, thì chủ đầu tư phải có nghĩa vụ là phải sửa sang lại nhà cho người ta. Tầm một năm sau á, thì chủ đầu tư người ta làm xong và cũng kêu người dân về chỗ này để mà ở. Tuy nhiên khi mà người ta dọn về ở á, những cái món đồ cũ đã bị cháy hồi năm rồi á, nó còn quá là nhiều đi. Người dân đó, người ta mới bỏ chất thành đống ở dưới. Theo quan niệm của người dân á, những cái vật dụng gì sau tai nạn, đặc biệt là sau những cái vụ cháy á, để lại xài thì rất là xui, không có để lại, thành ra người ta cũng bỏ hết trơn à. Với lại đa số những cái người ở chung cư này á, người ta cũng là những cái người có thu nhập cao, chứ không phải là người nghèo gì cả. Thời điểm đó là do cái nhà của bạn không bị ảnh hưởng gì hết trơn á, thành ra khi mà ba thấy người ta bỏ đồ quá trời đi, có những món đồ nó không bị hư hại nhiều hết trơn á, người ta cũng bỏ. Tại vì người ta quan niệm á, không có giữ là cái gì hết. Thấy người ta bỏ một cái giường rất là đẹp luôn. Cái giường này là một cái giường gỗ, hình như của một cái căn hộ. Căn hộ này á, nhà người ta cũng giàu, cũng có tiền lắm nha, mà người ta bỏ luôn. Thấy tiếc quá đi, thành ra ba của bạn á, mới lôi cái giường gỗ này về. Không phải tham lam gì hết trơn á, tại vì ở dưới quê của bạn á, có một ông chú này. Ông chú đó là ông chú Tư, mà chú này á, nhà cũng khó khăn dữ lắm, nghèo. Thành ra là cha cũng có ý tốt, muốn đem cái giường này về á, để mà cho nhà của chú Tư có cái để mà xài. Tuy nhiên á, thì không biết cái ngày mà ba của bạn lụm cái giường này về á, ba có biết rằng cái giường này của cái nhà nào cụ thể là ở đâu hay không. Nhưng ba lụm về thì bạn nói, đây là cái giường của một căn nhà có một cái người chết trong cái vụ hỏa hoạn đó. Cũng kể từ cái ngày ba của bạn rinh cái giường này về nhà đó, thì cái sức khỏe của ba cũng như tinh thần của ba nó hoàn toàn không được bình thường. Tại vì hồi xưa tới giờ á, ba của bạn là một cái người rất là hoạt bát, vui vẻ mà khỏe mạnh, ít bao giờ bị bệnh gì hết trơn á. Tự nhiên đem cái giường này về đó,
thì ba của bạn ổng thay đổi rất là nhiều luôn. Ổng giận dỗi mà ai làm cái gì ổng cũng quạo hết trơn, đặc biệt rất là thường xuyên chửi mắng con cái. Mà hồi đó giờ ổng đâu có như vậy đâu. Rồi tiếp theo đó là một khoảng thời gian ngắn sau á, ba của bạn đổ bệnh, một căn bệnh rất nặng, mọi người á phải chở vào bệnh viện nhập viện luôn. Mà bạn nói rất lạ luôn, trong cái khoảng thời gian mà ba của bạn nằm viện đó, ở nhà thì cũng theo đạo Phật, cho nên là người nhà khi mà vô bệnh viện thăm bệnh cho ba đó cũng mở cái bài chú đại bi lên cho ba của bạn nghe kinh kệ để mà mau hết bệnh. Nhưng mà càng nghe đó thì ba của bạn lại càng cảm thấy khó thở, không biết sao luôn, riết rồi người nhà cũng không dám mở cho ba nghe luôn. Quay lại cái chuyện ở nhà, thì lúc nãy trong nhà của bạn cứ hễ mỗi ngày mà nấu cơm đó, mới vừa nấu xong nồi cơm thôi, để 1-2 tiếng sau là cái nồi cơm á nó thiêu, nó nhớt nhợt gì đó, nó nổi mốc lên luôn, như là mình để mấy ngày trời ngoài cái trời oi bức gì đó. Trong khi cái nồi cơm nhà của bạn á, lúc mà mua đó, cái nồi cơm này giữ được tới khoảng 48 tiếng luôn. Chưa hết, cũng ngay trong mấy cái ngày mà ba của bạn đang nằm viện đó, thì ngày hôm đó trong nhà có bạn với lại anh hai của bạn ở nhà. Thì anh hai bữa trưa ngày hôm đó đang nằm trên cái ghế sofa đối diện với cửa phòng của ba đó. Trong khi lúc này trong phòng của ba đó, ổng để cái giường mà ổng lượm đem về, lúc này thì chưa có cho cái người chú tư, vẫn còn để cái giường trong phòng á. Đang ngủ trưa vậy đó, thì tự nhiên anh hai á mới nằm chiêm bao, thấy là có một cái bà đàn bà, mà cái bà này á không có đầu, cứ đi tới đi lui trong nhà của mình hoài nè, rồi đi lượn lờ đi vô phòng của ba, đi ra đi hoài vậy đó. Thấy như vậy á thì anh hai mới sợ quá đi, anh hai mới niệm Phật nè, đọc chú, đọc quá trời đọc luôn, nhưng mà cái bà này á vẫn đi vòng vòng trong nhà hoài luôn. Lúc đó thì bạn cũng ngồi ngay cái bàn đối diện với chỗ của anh hai ngủ luôn, bạn cũng thấy sao mà anh hai á ổng đang ngủ trưa mà cái miệng của ổng á nó méo xẹo à, nó méo mà như là ổng đang lầm bầm cái gì đó. Bạn cứ tưởng là ổng ngủ bị mớ không à. Nhưng một hồi khi mà ổng tỉnh dậy á, ổng nói trời ơi trời, hồi nãy tao nằm chiêm bao, tao gặp ma trong nhà của mình nè, tao kêu mày quá trời luôn mà mày không có nghe. Cái đợt đó thì ba của bạn bị bệnh gì á, bạn không có đề cập. Nhưng mà nằm bệnh viện sau thời gian á, bệnh viện người ta cũng cho đi về nhà, tại vì bệnh tình cũng đỡ rồi. Tuy nhiên khi mà về nhà đó, thì từ một cái người rất là khỏe mạnh, ba về nhà đó thì ba giảm khoảng 25kg luôn, ổng ốm nhách ốm nhom vậy đó. Và về tới nhà rồi á thì tính tình của ba ngày càng khác lạ và rất là dị thường luôn. Tại vì bạn nói á, ban ngày thì không có gì, tới khoảng 6 giờ chiều á thì ba của bạn bắt đầu đi ngủ. Ngủ thì 2 giờ khuya thức dậy, thức dậy á tự động ra bếp nấu ăn, nấu cái gì không biết, mà không có cái món nào ra món nào hết trơn á, nấu bỏ hầm bà lằn vô gì nè, mà nhiều khi á nấu xong rồi không có ăn, bỏ vô tủ lạnh á 5 bữa nửa tháng á rồi đem ra mới ăn. Lúc đó thì mọi người trong nhà ai cũng thấy ba của bạn lạ rồi, nhưng mà thôi, ổng muốn làm gì thì kệ ổng, không có ảnh hưởng tới mọi người thì thôi. Tới một cái ngày thì khuya hôm đó tầm khoảng 2-3 giờ á, ba cũng thức dậy ra ngoài sau bếp á lật đật nấu đồ ăn. Bạn thì nằm trong phòng, cái phòng của bạn cũng sát cái bếp vậy nè. Bạn nghe sao mà ba của bạn á vừa nấu ăn mà bạn nghe rất là nhiều cái tiếng xì xào, như là 2-3 người đang đứng nói chuyện với nhau gì đó. Tuy nhiên bạn không có ra ngoài để mà coi, bạn cứ tưởng đâu á là ba của bạn vừa nấu ăn vừa mở YouTube lên á để mà coi điện thoại không à. Bạn cũng không quan tâm, không rõ là ngày hôm đó ba bạn có thực sự á là mở điện thoại coi YouTube hay không. Cho tới một thời gian sau, ngày hôm đó bạn nhớ không lầm á cũng là một cái ngày trong tháng 7 luôn. Hôm đó thì ba của bạn cũng đi ngủ sớm như mọi ngày vậy đó. Tới tầm khoảng 1 giờ sáng á thì tự nhiên ba ổng thức dậy. Ổng đi qua phòng của bạn á, gõ cửa âm âm như nam. Mở cửa ra thì bạn mới hỏi là gì vậy ba. Tự nhiên ba của bạn á cái mặt rất là quạo luôn, nạt vô mặt của bạn gì nè: mày qua phòng của tao á, mày đem cái giường của tao, mày đem đi giục đi. Bạn thấy nha, cái mặt của ba nhìn rất là sợ luôn, nhìn là biết á không phải là ba của mình rồi. Bạn biết có thể ai đang dựa vô ba rồi nè, tại vì hồi đó giờ á không bao giờ mà ba của bạn nạt thẳng vô mặt của bạn vậy đâu. Và thế là ngay trong đêm đó, cả hai người cùng nhau khiêng cái giường này đem xuống dưới đất để mà bỏ. Sau khi bỏ cái giường này xong á thì ba của bạn sức khỏe ngày càng đi xuống luôn. Bác sĩ người ta vẫn cho thuốc để uống đều đều, nhưng mà về nhà thì ba không có chịu uống, thuốc người ta đem bỏ hết trơn hà. Mà bạn thường xuyên nghe bạn nói lầm bầm trong miệng một câu gì nè: đưa tôi đi cho rồi đi, chứ giờ tôi chịu hết nổi à. Mà cứ tối ngày nói lặp đi lặp lại câu đó hoài vậy đó. Bạn cũng không biết sao ba của bạn nói vậy nữa. Rồi là cứ do bệnh rề rề hoài mà bác sĩ cho thuốc không có chịu uống. Thành ra một thời gian ngắn sau thôi á thì ba của bạn cái bệnh ngày càng nặng, cái cơ thể ngày càng bào mòn, riết rồi đi đứng không có nổi. Do đó thì ở nhà đó mới chuyển ba của bạn về quê nằm để mà dưỡng bệnh.
Thời gian đó cái anh người yêu của bạn cũng ở đó để mà chăm sóc cho ba vợ tương lai của mình luôn. Cái lúc mà chở ba của bạn về quê á, là bạn thấy ba của bạn là yếu lắm rồi. Mặc dù vẫn nói chuyện được, nhưng mà đi đứng không có được gì hết trơn á, kiểu như nằm một chỗ rồi đó. Tầm khoảng vài ngày sau á, thì tự nhiên ngày hôm đó là ba của bạn á, cứ nói chuyện luyên thuyên vậy nè. Cái anh người yêu á, thì vẫn túc trực ở đó để mà chăm sóc cho ba. Nhưng mà ba cứ liên tục nói những câu kiểu như là trăn trối mà sắp chết vậy đó. Nói hoài luôn. Thì tầm khoảng 15 phút sau, ba của bạn lên cơn đau tim, bị đau cái ngực gì nè. Thành ra mọi người mới chở vô bệnh viện. Cái ngày hôm đó là do trên nhà bạn vẫn còn đi làm, bạn chưa có về quê được. Qua ngày hôm sau, hai anh em của bạn mới sắp xếp về quê. Nhưng bạn không hiểu sao, tự nhiên hai anh em của bạn vô thăm ba. Ba nhìn cái mặt của bạn xong á, là ba của bạn yếu từ từ luôn, là không còn nói chuyện được nữa. Tới 7 giờ tối ngày hôm đó là bác sĩ báo ba của bạn đã tắt thở luôn rồi. Sau khi mà hay tin ba của bạn đã mất rồi đó, thì ở nhà cũng lập tức làm mọi thủ tục để mà đưa ba của bạn về nhà, nằm ở đó đợi liệm rồi làm đám tang. Tuy nhiên cái lúc mà đang nằm ở nhà đợi người ta tới liệm đó, thì cả nhà của bạn đều thấy ở trong nhà của bạn xuất hiện tới 6 con mèo. Trong đó có 3 con mèo màu đen, nhìn rất là ghê luôn. Hồi đó giờ nhà của bạn đâu có nuôi mèo đâu, mà tự nhiên ngày hôm đó tụi nó lại kéo tới nhà của bạn đông vậy đó. Nó cứ đi lòng vòng trong nhà hoài vậy nè, khiến cho người nhà ai cũng sợ hết. Sợ nhất á là sợ nó nhảy qua cái xác của ba bạn rồi có chuyện hỏng lành nữa. Rồi sau khi mà liệm ba của bạn được một ngày đó, tự nhiên cái ông dưỡng ba, ông mới nằm chiêm bao, thấy là ba của bạn á đang ngồi ngay cái chỗ trong nhà đó. Cái chỗ này là cái chỗ sau này á làm cái bàn thờ cho ba. Ba ông ngồi đây để mà uống trà. Hồi đó giờ á, ba của bạn uống trà ngay giữa nhà không hà. Tự nhiên ngày hôm nay vô góc tường trong đó để ngồi uống trà, là sao không có hiểu. Tại vì cái ngày hôm đó đó, do là ba của bạn mất đột ngột quá đi, không biết đặt cái bàn thờ vong ở đâu. Thì sau khi bà dưỡng ba thấy vậy đó, mọi người cũng quyết định đặt cái bàn thờ vong của ba bạn nằm ngay trăng cái vị trí mà ông dưỡng ba đã thấy ba của bạn ngồi uống trà ngay chỗ đó trong giấc mơ. Chôn cất cho ba của bạn cũng đàng hoàng lắm. Một tháng sau á, thì cuộc sống nó vẫn về như là cũ. Bạn trai của bạn á, thì cũng về căn chung cư đó để mà ngủ luôn. Ảnh thì ngày hôm đó ảnh đang ngủ ở cái ghế sofa đối diện với phòng của ba đó. Phòng của ba lúc này là để trống không à, không có ai ngủ ở trống hết trơn. Còn mẹ của bạn thì hình như ngủ ở cái phòng khác. Ngày hôm đó anh người yêu của bạn đang ngủ trên ghế sofa đó, cũng thấy cái bà đàn bà đó nữa. Cái bà đàn bà mà ngày hôm trước anh hai của bạn thấy đi vòng vòng trong nhà đó, chính là bả chứ không ai hết. Ngày hôm nay anh hai thấy bả mặc cái bộ đồ bà ba, mà cái màu á nó cứ xanh xanh xám xám, nó kỳ dữ lắm luôn. Bả đi vòng vòng trong nhà vậy nè, mà kiểu bả muốn vô trong phòng của ba bạn á để mà tìm ba. Nhưng lúc này ba của bạn mất rồi, đâu còn ở nhà nữa đâu cho bả tìm. Khi mà ảnh thức dậy, ảnh cũng kể cho mẹ của bạn nghe. Rồi mẹ mới kêu mấy đứa đó mua đồ về cúng cho người ta đi. Cúng xong á thì cũng hên, không còn thấy bả nữa. Rồi là kể từ sau khi ba của bạn mất, hình như là mọi người thờ ba của bạn ở căn nhà dưới quê đó. Cái nhà đó thì cũng khá là rộng, anh em nội ngoại á sẽ thường xuyên tập trung ở cái nhà này để mà làm một cái nhà thờ luôn. Sau khi ba mất á thì lâu lâu bạn cũng thấy ba của bạn về trong giấc mơ. Thế vậy thôi, hai cha con gặp nhau nhưng ba của bạn không có nói chuyện với bạn lời nào hết trơn á. Tới tầm khoảng 49 ngày của ba thì ngày hôm đó anh em họ hàng á cũng tập trung ngay tại cái nhà dưới quê đó, rồi cùng nhau ngủ tại đó luôn. Đang ngủ á thì cô út của bạn mới thấy ba của bạn về, mà cửa đêm đó là đã khóa lại hết trơn rồi. Tự nhiên trong cái vía của cô út á, cô út mới thấy là ba của bạn đứng ở ngoài cửa, cái cửa tự mở nhẹ ra luôn. Và lúc này đi kế bên ba của bạn á, có hai ông đàn ông nữa dắt ba của bạn đi vậy nè. Ba đang đứng chính giữa, ba tự ngoài cửa đi thẳng vô cái bàn thờ Phật á, xá xá ngay bàn thờ Phật một hồi á, lui đi luôn, không có gặp ai mà cũng không nói chuyện với ai hết. Rồi là kể từ ngày hôm đó cho tới ngày xả tang á, là không còn ai thấy ba nữa. Tới ngày xả tang đó thì cái bà chị hai của bạn lại thấy ba của bạn về một lần nữa. Về lần này á thì cũng tự động mở cửa ra luôn. Nhưng chị hai mới thấy là ba của bạn hai tay đang ẵm hai đứa con nít, mà đứng kế bên có thêm một người phụ nữ nữa. Về vậy thôi à, rồi đi cũng không nói chuyện với ai luôn. Lần đó đó là mọi người không còn thấy ba của bạn luôn. Chắc là ba của bạn cũng đi đầu thai siêu thoát luôn rồi hay sao đó. Tới đây á thì cũng đã kết thúc một cái câu chuyện buồn của bạn. Chỉ vì đem một cái giường của người lạ về nhà thôi đó, mà ở nhà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, mà phải đổi bằng cả tính mạng của ba bạn luôn. Bạn nữ vừa rồi thì mất cha, còn cái bạn nữ trong câu chuyện này thì mất mẹ vì bùa ngải của người dân tộc Cơ Ho ở tỉnh Lâm Đồng. Câu chuyện là như thế này.
Chuyện là tầm khoảng 7 năm về trước, thời điểm đó thì cha với mẹ của bạn đã chia tay ly dị với nhau lâu rồi. Còn mẹ của bạn thì vẫn còn khá là trẻ, còn phơi phới vậy đó. Do đó thì mẹ đã quyết định quen thêm một người nữa để mà tìm một cái hạnh phúc mới cho mình. Sau một thời gian, mẹ cũng có tìm hiểu và tiến tới với lại cái chú này. Chú đó tên là chú Khải. Hai người cũng thương nhau dữ lắm. Mà cái chú Khải này chú nói với mẹ đó là chú cũng đã ly dị với vợ rồi, có giấy ly dị đàng hoàng. Rồi hai người mới tiến tới với nhau, danh chính ngôn thuận, gia đình cũng biết luôn và làm đám cưới với nhau luôn. Tuy nhiên, sau khi cưới nhau tầm khoảng 2-3 ngày thì bắt đầu mẹ của bạn lại có chuyện. Tại vì lúc đó không hiểu sao, mới lấy chồng về mà mẹ cảm thấy đau bụng quằn quại luôn, đau như là đau bao tử. Nhiều khi nó đau tới nỗi mà cảm giác giống như là mình đang đau bụng sắp đẻ vậy đó. Đau quá trời đau, mẹ chịu không nổi, mẹ mới đi khám bệnh, đi siêu âm này nọ luôn. Thì bác sĩ người ta không có phát hiện ra một cái dấu hiệu gì lạ ở trong cái ổ bụng của mẹ hết trơn á. Nhưng mà về nhà đó thì cái cơn đau bụng nó lại hành hạ tiếp. Lúc đó về nhà đó thì bác sĩ người ta cũng cho rất là nhiều thuốc uống luôn, cũng ráng ở nhà uống thử có hết hay không. Nhưng mà uống hoài không có hết, đau quá trời đau á. Thì ở nhà mới quyết định chở mẹ của bạn lên tới cái bệnh viện tỉnh trên Lâm Đồng đó, lên đó để mà khám bệnh, cũng không hết luôn. Khi mà thấy mẹ xanh xao quá trời rồi thì ở nhà mới tức tốc chở mẹ của bạn vô bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn á, khám luôn. Và lần này đưa tới bệnh viện Chợ Rẫy đó thì ở đó người ta mới chẩn đoán mẹ của bạn bị ung thư rồi. Ung thư gì thì bạn không có đề cập. Tuy nhiên gia đình của bạn thì không có chấp nhận kết quả đó. Tại vì gia đình nói là tại sao ở ngoài Lâm Đồng đi khám rất là nhiều bệnh viện, không bệnh viện nào người ta khám ra bệnh hết, mà tại sao về đây người ta lại nói bị ung thư. Rồi mọi người suy nghĩ có khi nào những bệnh viện khác người ta không tìm được kết quả, rồi thành ra cái bệnh viện này nè người ta mới nói đại, đưa kết quả đại thôi cho gia đình chở người nhà về. Nhưng rồi cuối cùng một phần là do nhà của bạn không chấp nhận kết quả rằng mẹ của bạn bị ung thư, một phần là thấy bây giờ mẹ đã xanh xao ốm yếu quá rồi, chắc là không trụ được nổi nữa, thôi ở nhà mới chở đem về nhà, cầm cự được tới đâu thì hay tới đó. Về tới nhà đó thì chòm xóm xung quanh ta cũng có qua hỏi thăm, ta nói nếu bây giờ đi bệnh viện mà vậy đó thì thôi đi thầy thử đi. Tuy nhiên nhà của bạn ông bà ngoại thì cũng không tin lắm. Tại vì nhà của bạn hồi đó giờ đó là theo đạo Thiên Chúa, không có tin những cái chuyện mà thầy bà này nọ đâu. Mà nghe chòm xóm người ta khuyên quá đó thì cũng ráng đi tìm thầy. Người ta chỉ một cái người thầy này ở trên cầu đất Đà Lạt đó. Sau đó thì cả nhà cũng tức tốc chở mẹ của bạn lên tới trên đó luôn. Trước khi đi thì ở nhà cũng có liên lạc trước với thầy. Thầy nói nếu mà lên đây phải chuẩn bị trước cho thầy là gạo nè, rồi một con gà mái đem lên đây. Sau đó thì bà ngoại cùng với ông ngoại với lại mẹ đi thôi à, có ba người thôi. Lên đó thì thầy mới nói sao mà đem lên đây trễ dữ vậy. Cái cô này bị người ta bỏ bùa nặng lắm rồi, bỏ cũng lâu. Mà cái người này là cái người dân tộc Cơ Ho, người ta bỏ bùa đó. Thầy mới nói tiếp, hiện tại trong bụng của cô này cũng có khá là nhiều thứ dơ bẩn. Trong đó thì cũng có là lưỡi lam, đinh, rồi tóc này nọ, y như là cái bùa của người Khmer người ta bỏ vậy đó. Nhưng mà không biết sao thầy không có gỡ ra liền cho mẹ. Thầy cũng làm lễ này nọ đó. Rồi sau đó thầy kê thuốc cho mẹ, kêu mọi người về nhà đưa cho mẹ của bạn uống đi. Thầy nói vậy thôi thì ở nhà cũng chở mẹ về. Nhưng mà khi về nhà đó thì mẹ của bạn không có hết, cứ nói chuyện lảm nhảm một mình không à. Mà đặc biệt mẹ của bạn cứ nhắm vô cái chai thuốc tẩy quần áo. Tại vì mẹ của bạn nói đây mới là chai thuốc nè, tao phải uống cái chai này mới được. Trong khi đó là cái chai thuốc tẩy, uống vô chắc bạn ngẫm luôn quá. Mà những ngày đó ở nhà thấy mẹ vậy cũng đâu biết làm gì đâu, đạo Thiên Chúa mà, thành ra cứ ngồi vòng vòng rồi đọc kinh thánh này nọ, hy vọng mẹ của bạn sẽ đỡ thôi. Nhưng không có đỡ. Tầm khoảng một tháng sau đó thì mẹ của bạn ngày càng nặng. Lúc này mới quyết định là liên lạc với thầy nữa, hỏi thầy có ở nhà hay không để mà chở mẹ của bạn tiếp tục lên nhà của thầy. Tuy nhiên mỗi lần lên nhà của thầy thì cũng tốn chi phí rất nhiều, xe cộ đi lại này nọ nè. Nhà của bạn ở Lâm Đồng chứ đâu phải là ở Đà Lạt đâu, mà tại vì nhà của thầy tới Đà Lạt lận xa lắm. Rồi cũng liên lạc với thầy, thầy mới nói lần này muốn lên nhà của thầy đó thì phải đem một cái con gà mái mà ở nhà nuôi đem lên đây. Tuy nhiên đem con gà lên rồi chạy được nửa đường thì con gà này nó chết, không biết sao tự nhiên nó chết luôn. Do đó thì phải quay xe lại đi về nhà bắt thêm con gà mái khác, tại vì phải bắt buộc là con gà mái nuôi ở nhà mới được. Lần thứ hai đem lên chạy được gần tới rồi con gà này nó cũng chết nữa. Tới lần thứ ba, hên nó là chúa thương, đem được lên tới nhà của thầy con gà mái thứ ba đó.
Nhưng lần này cái phép màu đó không có xảy ra với mẹ của bạn. Lên đó thì thầy mới nói thẳng luôn. Thầy nói bị nặng quá rồi tôi không có làm được. Mà tại sao lại quen một cái người đã có vợ? Nhưng nhà của bạn cũng giải thích cho thầy nghe. Nhà mới nói là trời ơi, nó quen cái thằng này á, thằng này ly dị vợ rồi thầy ơi, chứ không phải là con gái của con á. Nó quen người ta khi mà người ta còn đang có vợ đâu thầy. Rồi thầy mới nói tất cả mọi chuyện là do cái con vợ cũ của thằng này nè, nó hại cô đó. Mặc dù hai đứa đã chia tay rồi nhưng nó không có can tâm. Nó thấy cô quen với chồng cũ của nó không có chịu. Nó xài bùa ngải của dân tộc nó để hại cô chết. Mà không những nó xài cái bùa này không đâu, nó còn làm thêm một cái bùa nữa để bắt chồng của nó về, muốn chồng của nó quen lại với nó. Cái đó là bùa yêu. Hồi nãy giờ thì Duy không có đề cập tới cái chú Khải, chính là cái người tình của mẹ đó. Đó chính là tại vì cái ngày mà mẹ phát bệnh, ổng không có bên cạnh của mẹ, ổng bỏ mẹ của bạn luôn. Tại vì có thể là ổng đã dính cái bùa yêu của bà vợ cũ của ổng rồi. Ổng chia tay với mẹ, ổng quay về, ổng quen với bà kia, không còn liên lạc gì nhau cả. Chỉ có điều là mẹ bạn ở nhà nè, ông bà ngoại lo cho mẹ không à, chứ đâu có ai đâu mà lo. Và ngày hôm đó thầy cũng không làm được, tại vì cái bùa này mạnh quá, với lại bị dính cũng lâu quá rồi. Cho nên là mọi người cũng đưa mẹ của bạn về nhà. Về tới nhà đó thì mẹ của bạn ngày càng ốm yếu, xanh xương, còn da bọc xương không à. Tóc thì nó rụng hết trơn, giống như là cái người bị ung thư mà mình hóa trị xạ trị vậy đó. Rồi thì cái thời gian đó là đã biết rồi đó, biết không có ai chữa trị được hết trơn rồi á, thì mẹ cũng ở nhà đi ra đi vô chờ thời thôi. Chờ tới đỉnh điểm là ngày 24 tháng 12 năm đó, là cái ngày Noel luôn. Ở nhà đi chơi Noel hết trơn rồi, chỉ còn cậu út của bạn á, ở nhà chăm mẹ của bạn thôi. Hai chị em ở nhà, hình như là đêm đó mẹ của bạn cũng biết á, là mẹ sắp đi rồi. Cho nên tự nhiên mẹ của bạn á, mới thay đồ thiệt đẹp vậy nè, nằm ở trên giường. Cậu út mới thấy là thôi bây giờ á, cũng tối rồi, định đi xuống bếp á, nấu nồi cháo đem lên cho mẹ của bạn ăn. Nấu xong á, lên giường á, đã thấy mẹ của bạn tắt thở và đã mất từ hồi nào rồi. Cái sự ra đi của mẹ bạn á, thì ai cũng lường trước được hết. Thành ra khi mẹ bạn mất á, mọi người cũng tức tốc chạy về và đã chuẩn bị tinh thần trước hết rồi. Bạn đi tầm khoảng 2 năm sau, ở nhà của bạn có hay một tin, đó chính là cái chú Khải đó, cái người tình của mẹ đó, tự nhiên mất, không rõ lý do tại sao mà ổng mất luôn. Sau khi mọi chuyện qua đi, mọi người ở nhà của bạn sâu chuỗi lại á, thì định đó là muốn hại lại cái bà vợ cũ của ông Khải. Tại vì biết chắc chắn bà này vừa hại ông Khải mà hại luôn mẹ của bạn. Tuy nhiên suy nghĩ nát hết trơn á, thì ở nhà quyết định không có thư ếm ngược lại bà. Tại vì cũng muốn để đức cho con cháu, ai làm á, thì người đó gánh nghiệp thôi. Và kết quả là một thời gian lâu sau, ở nhà của bạn hay được tin cái bà vợ cũ của ông Khải này tự nhiên bà bị xe tông. Mặc dù bà không có chết, nhưng tới bây giờ á, bà bị liệt nửa người và nằm như là cái người thực vật vậy đó. Bởi vậy qua câu chuyện này á, thì chúng ta cũng thấy được khá là nhiều điều. Thứ nhất á, cái người theo đạo Công giáo, mặc dù người ta vẫn tin ma quỷ, nhưng người ta không có tin mê tín dị đoan thầy bà gì đâu. Tuy nhiên khi mà đụng chuyện á, thì ví dụ như gia đình của bạn nè, cũng theo đạo Công giáo, nhưng mà cũng phải đi tìm thầy để mà giải đáp những cái vấn đề về tâm linh, bùa ngải này nọ. Đó là những cái chuyện không thể nào giải thích được. Với lại thêm một cái điều mà hồi xưa giờ nó là một cái quy luật rồi, xài bùa xài ngải hại người khác thì chắc chắn mình sẽ bị cái này cái kia thôi à, không bao giờ thoát được đâu. Bằng chứng là những nhân vật trong câu chuyện này ai thì cũng què đuôi sức mẻ hết, không ai được lành lặn cả. Kể đến cũng là một cái câu chuyện rất là hay, được kể lại từ một bạn nam. Mà bạn nói cái câu chuyện này xảy ra cách đây rất lâu rồi, từ cái hồi mà ba của bạn còn trẻ măng hà. Câu chuyện này nó chấn động tới nỗi mà nó khiến cho ông bà nội của bạn thời điểm đó phải chuyển nhà, không có còn sống ở chỗ đó nữa, đi qua cái xứ khác để mà ở. Câu chuyện là như vậy. Bạn nói hồi đó giờ cái xóm của bạn là một cái xóm rất là yên bình luôn, không bao giờ xảy ra những cái chuyện lạ hết trơn á. Mặc dù cái xóm này từ hồi đó giờ nghèo dữ lắm, không có ai giàu hết trơn luôn. Nhiều người giàu dữ lắm chỉ là đủ ăn đủ mặc thôi, chứ còn lại là tối ngày bươn chải ngoài đồng không hà. Tuy nhiên cái năm đó không biết làm sao mà ở cái xóm của bạn bị mắc trộm. Không biết là cái thằng ăn trộm nào, nó ăn cắp giặt tới nỗi mà nhà nào nó cũng ăn cắp, cái đồ gì nó cũng lấy được hết trơn á. Cái nồi, cái niêu, cái son, cái chảo, ai mà để hớ hơ nó ngoài lặn chút xíu sẽ mất tiêu à. Những cái ngày đầu khi mà mới phát tin lên đó là cái xóm này có trộm á, cũng đâu có ai biết rằng cái xóm này trộm là cái thằng nào, mà nó trộm đi bao nhiêu thằng, đâu có ai rõ đâu. Trời ơi mà nó ăn cắp dữ lắm luôn, cái gì cũng lấy hết trơn. Lấy riết rồi á, ông nội của bạn á,
ổng nấu một cái nồi cắm heo để phía sau cho heo ăn. Ổng để đó đang nấu mà, nó chưa có chín. Ổng mới ra phía sau giường á, chặt mấy cây chuối ra, bầm 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 tí nó đem vô bỏ vô cái nồi cắm. Khi mà đi ra chặt cái cây chuối, vừa quay vô tới trong nhà thôi á, thì cái nồi cắm heo này á, tụi nó đổ bỏ ra giữa sàn luôn. Nó lấy cái nồi, nó đem đi. Bị mất nhiều tới nỗi riết rồi cái nhà nó tan hoang luôn, không có còn gì hết trơn á. Tại vì cái thời điểm đó nhà nghèo gần chết, đâu có dư giả gì đâu. Nhà có một hai cái nồi à, nó cũng gom đi hết trơn, không còn gì hết trơn á. Rồi cũng tức dữ lắm luôn, tại vì không biết cái thằng này là cái thằng nào mà hết nhà này tới nhà khác, nhà nào nó cũng vô nó ăn trộm được hết trơn á. Riết rồi nguyên xóm mới liên kết lại với nhau rình để mà bắt nó. Có nhà nguyên một đêm nó ăn cắp tầm khoảng một chục món đồ gì đó. Đúng thiệt là ngày hôm đó canh hoài thì cũng bắt được nó. Bắt được xong đánh bầm dập một trận luôn, nó cũng quỳ lại quá trời. Nó xin nó là từ nay về sau nó không có dám ăn cắp nữa đâu, nó sợ dữ lắm rồi. Lúc này nhìn kỹ cái mặt của nó thì mới biết cái thằng này là cái thằng Tý. Nhà của nó ở xóm dưới, biết ba má của nó luôn. Sau cái trận đó là đánh nhừ tử luôn. Nó nài nỉ nó gian xin quá trời á, thì thôi cũng thả nó cho nó về. Nhưng cảnh cáo nghe mày, tao cảnh cáo mày lần này nghe, nếu mà cái xóm này gặp cái mặt của mày lần nữa đó, rảnh này chết luôn đó chứ không có tha đâu nghe. Rồi nó cũng bỏ chạy nó về. Nhưng tầm khoảng nửa tháng sau á, thì đâu lại vô đó. Nó ngứa nghề, nó vô cái xóm này nè, nó ăn cắp nữa. Riết rồi cứ hễ nhà nào có ăn cắp á, là nghĩ ngay tới cái thằng Tý ở xóm dưới. Đã cái xóm á, thì nghèo mà cứ mất trộm hoài. Mới hồi đợt trước đánh nhừ tử thả ra rồi, hứa là không có qua cái xóm này ăn cắp nữa. Nhưng lần này lại qua tiếp, ăn cắp nhà người ta trong đêm, hốt những cái nồi, những cái chén của người ta đi. Lần này người ta cũng canh, người ta thấy nó, hốt nó ra, đánh nó một trận nhừ tử tiếp. Đánh xong người ta mới đưa nó lên phường á, lên trên đó cho công an người ta giải quyết đi. Nhưng mà do cái giá trị đồ đạc nhỏ quá đi, công an người ta cũng không có màng tới nhiều. Nhốt nó ở đó, đánh đập nó cũng một hai bữa à, rồi cũng thả nó về, rồi đâu lại vô đó. Nhưng mà đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tại vì sau khi mà nó được công an ta thả ra đó, tầm khoảng một chục ngày sau á, thì bất ngờ xảy ra một cái sự việc đỉnh điểm như thế này. Là nó men qua bên cái xóm nhà của bạn á, nó muốn ăn cắp tiếp. Cái ngày hôm đó mới có chạng vạng tối à, tầm khoảng 7-8 giờ tối thôi. Ở gần nhà bạn có một cái nhà của ông bác này, ổng là ông bác Tám. Ổng ngày xưa có một cái chiếc xe Honda cào cào ngày xưa mọi người. Nói ra thì chắc mọi người sẽ biết. Ổng dựng trước cửa của ổng vậy đó, thì ổng chưa có định đem vô nhà đâu. Lúc này nó mới lẻn qua nhà của ổng, nó định dắt cái chiếc xe của ổng đi rồi. Nhưng xui cho nó ngày hôm nay, nó mới vừa đụng tới cái xe của ổng thôi thì ổng phát hiện, ổng túm được cái đầu của nó. Nói về cái ông bác Tám này á, thì ổng là cái người cựu chiến binh. Ngày xưa ổng từng tham gia chiến trường biên giới Tây Nam năm 78, đánh nhau với bên Bót ở bên Campuchia đó mọi người. Rồi sau này ổng mới về nhà, có vợ, đẻ ra hai đứa con. Nhưng mà xui cho bác Tám á, cái người con đầu lòng của bác Tám không biết lý do tại sao mà đã chết từ lúc còn rất là nhỏ rồi. Còn lại cái đứa con út của bác, cái đứa con út này á, thì cũng không có lành lặn như người ta đâu. Tại vì bị chất độc màu da cam, cứ què quặt rồi á, như một đứa con nít không có biết cái gì hết trơn á. Thấy cảnh tượng đó thì vợ của bác á, bà cũng chịu không nổi, bà bỏ đi luôn. Mình ơn ổng ở nhà nuôi cái đứa con tật nguyền này nè. Quay lại cái bữa tối ngày hôm đó, khi mà bác Tám á, ổng đã túm được cái đầu của nó rồi. Nhưng mà lần này á, nó chống trả rất là dữ dội nha. Nó không có hiền như những lần trước đâu. Tại vì nó biết á, đã rất nhiều lần nó bị người dân ở trong cái xóm này bắt được nó rồi. Lần này á, mà nó bị bắt nữa thì chắc chắn nó sẽ chết dưới tay của những cái người trong xóm này, lành ít dữ nhiều. Thành ra nó chống cự rất là quyết liệt luôn. Trời ơi, thiếu điều á, nó muốn đánh lại với ổng vậy đó. Một hồi sau khi mà giằng co, nó cũng thoát ra được khỏi cái tay của ổng. Nó lụm một cục gạch ở nhà của ổng vậy nè, nó định chổi vô mặt của ổng rồi, nhưng mà ổng né ra được. Lúc đó thì ổng cũng hô hoán, người dân vòng vòng ở xóm đó ai cũng túa ra chạy để bắt được nó hết trơn á. Cái cảnh tượng lúc này rất là hoảng loạn luôn. Nguyên một xóm đàn ông thanh niên ai cũng túa ra một đống để đối đầu với mình ơn nó thôi hà. Lúc này nó rất là hung hăng, tại vì nó biết lần này chắc chắn nó bị bắt được á là nó chết chứ nó không sống nổi đâu. Nó cầm trên tay cục gạch vậy nè, ai mà đụng vô đó đó nó chọi người ta luôn. Nghe đâu lần đó có người bị nó chọi thẳng vô đầu, lỗ đầu luôn. Nó chọi người ta xong bắt đầu nó chạy. Nó chạy hướng ngoài ruộng á. Lúc này á, thì ở đây một số anh thanh niên á, cũng có cầm thấy mấy cây cuốc á mọi người. Có người cầm thấy mấy cây chành rửa luôn, là mấy cây dao bự á, để mà gặp nó là chém nó chết luôn. Nguyên một xóm vừa chạy đuổi theo nó mà người ta la làng y y quá trời luôn. Đuổi nó và nó chạy ra hướng ngoài ruộng á. Lúc này á, thì có cái anh kia, anh cầm trên tay cái cây cuốc. Mà cái mỏ của cây cuốc á, nó rất là bén luôn. Nó chạy phía trước, ảnh chạy phía sau. Ảnh cầm cây cuốc á,
ảnh cuốc làm sao mà cuốc ngay cái gót giò của nó luôn, khiến cho sức nguyên một cái miếng thịt ngay gót giò của nó bị thương rất nặng rồi, máu chảy mà lênh láng vậy đó. Nhưng bây giờ nó đâu có biết đau đâu, nó chỉ biết cắm đầu cắm cổ, nó chạy thoát khỏi cái xóm này thôi hà. Bây giờ trước mặt của nó là một cái mương rồi, nó định nhảy qua cái mương, nó chạy về cái hướng bên xóm của nó, nhưng nó nhảy không có được, nó nhảy không có qua, nó nhảy bị lọt xuống mương, lúc đó nó bị vô cái trồng rồi. Và ngay lúc này á, chắc là do cái vết thương của nó bắt đầu đau rồi, nó không có bơi nổi nữa, nó cứ bơi từ từ gì nè, thì nhanh chóng người dân của cái xóm này á, ai cũng nắm được cái đầu của nó hết trơn. Người ta có người á, dùng cái dao chém nó ngay tại cái mương nước này luôn, chém quá trời chém, rồi vừa chém vừa đánh gì nè. Một hồi á, lôi nó lên á, nó đã hấp hối gần chết rồi. Đặt trường hợp là mình đi, khi mình bị mất của thì ai mà không sót, bây giờ bắt được cái thằng ăn trộm nữa thì đánh nó rất là đã tai luôn. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại cái thực tại á, nó gần chết rồi, nó hấp hối rồi. Mặc dù nó có tội, nó ăn cắp của mình thiệt, nhưng mình đánh nó gần chết, mình lại phạm vào cái tội giết người đó chứ không phải là chơi đâu. Lúc này nha, cái chuyện bắt đầu nó ngày càng nghiêm trọng hơn rồi. Người dân ở đó ai cũng lặng nhìn nhau hết trơn, mà không biết phải xử lý nó như thế nào. Sau một hồi suy nghĩ thì cả một xóm cùng nhau nghĩ ra một cách, đó chính là cùng nhau đồng lòng giấu cái xác của nó và ém nhẹm cái chuyện này luôn, không được ai nói cái chuyện này nửa lời. Bây giờ đã thống nhất với nhau là sẽ giấu xác và chôn cái xác của nó luôn. Tuy nhiên cái vấn đề đó chính là không biết là phải giấu nó ở đâu. Sau một hồi suy nghĩ thì những người lớn tuổi ở đây, người ta mới nảy ra một cái ý định. Cái xóm của mình giếng nước nhiều dữ lắm, hôm ấy mình chôn nó ở dưới cái giếng nước đi, rồi mình đậy cái nắp giếng lại. Khi mà nghe cái ý kiến này là ai cũng đồng ý hết trơn luôn. Tuy nhiên hiện tại bây giờ là cái thằng ăn trộm này nè, nó vẫn còn nằm ở đó, nó hước hước, nó chưa có chết nữa, chưa có tắt thở. Thành ra người ta không có dám đem nó đi chôn liền, tại vì cũng ớn, đâu có dám chôn sống một cái người mà chưa tắt thở vậy đâu. Và ngay lúc đó bà nội của bạn mới giọt miệng nói: ê, không ấy bây giờ mình đem nó ra cái giếng ở phía sau đình đi, ở ngoài đình cũng có cái giếng mà ít ai đi tới lui đó, thôi bây giờ mình bỏ nó ở dưới, chừng nào nó chết thì nó chết, rồi mình đậy cái nắp lại và cấm tuyệt đối không có ai đi qua đi lại luôn. Ai mà hỏi tới cái thằng này cũng im, nói là không biết. Cả xóm mình phải đồng lòng lại nghe chưa. Và ngay lập tức nguyên cái xóm cùng nhau kéo cái xác của nó, thả nó xuống giếng luôn. Lúc này nó vẫn còn hước hước, nó chưa có chết nữa, nhưng vẫn thả nó xuống cho nó chết mẹ nó rồi đi. Thả nó xuống rồi, mọi người cùng nhau đậy cái nắp giếng lại, một cái nắp rất là đầy luôn, và dặn những đứa con nít không có bén mảng tới đây để mà chơi nữa nghe chưa. Muốn đi chơi về sân nhà để mà chơi. Tầm khoảng một tuần sau thì hình như là ở bên xóm của cái thằng ăn trộm này nè, có một hai người quen vậy trong nhà của nó qua đây để mà hỏi tung tích. Tại vì sao mà nói tầm khoảng một tuần nay không có thấy nó về, nó mất tích rồi. Tá quả lên mới kiếm một hai ngày trời mà cũng không có được luôn, không có thấy đi về. Tự nhiên tới cái ngày thứ hai thì cái bác chính ở gần nhà, bác mới nói là hình như tầm khoảng một ngày trước tao có gặp nó vòng vòng ngoài đình, tao tưởng nó đi chơi ở ngoài, tao cũng có hỏi nó là sao giờ này mày không về với ba của mày đi, mà nó cứ lầm lì lì nó không có trả lời tao. Tao nghĩ cái thằng này nó bệnh hoạn thôi, nó không trả lời thôi tao cũng đi về luôn, tao không có quan tâm. Mà ai ngờ tới bữa nay hai ba ngày nó không chịu về làm sao mày. Thế bây giờ nguyên xóm mình kéo qua bên cái đình qua đó coi thử coi có nó bệnh hay không. Do lúc này bác Tám cùng với mọi người trong xóm đang căng thẳng lo lắng cho cái chuyện rằng bác Tám bị mất cái thằng con rồi mà không thấy nó về, lo kiếm nó không hà, mà quên luôn cái chuyện ở phía sau cái đình này, ở dưới cái giếng là xác của thằng quỷ thằng Tí ăn trộm đang chôn ở dưới đó. Thành ra là sau khi mà kiếm vòng vòng ở trong đình hoài không thấy, thì tự nhiên bác Chính mới nói là: ê, có khi nào thằng Tí nó về nó giấu nhỏ, nó dẫn nhỏ đi chỗ này chỗ kia không trời, ê đâu thử đi ra một cái giếng coi thử coi sao. Bà cũng nghi ngờ là cái anh Thái này bị ma giấu không hà, tại vì sớm mình mới chôn sống một người. Cho tới khi mà kéo nhau đi ra một cái giếng nước phía sau đình này thì nguyên một nhóm người ai cũng chết đứng luôn. Thấy là cái miệng giếng này nè, tự nhiên nó bị kéo ra một phân, nó kéo ra tầm khoảng 10cm vậy đó. Trong khi cái nắp giếng này là một cái nắp bằng gỗ rất là dày, đậy lên trên đó rồi còn dằn thêm một khúc gỗ rất là dày lên nữa. Đâu có ai tới đây để mà gỡ cái đâu, tại vì đã dặn trước với mọi người trong xóm rồi. Bây giờ nó bị hẻ ra khúc vậy nè. Mà kỳ lạ một chỗ, cái khúc cây để trên nắp giếng nó được cột thêm một sợi dây nữa. Cái đầu dây nó thòng xuống giếng vậy nè, ai cũng sợ hết trơn. Bây giờ nhanh chóng đi lại dỡ cái nắp giếng ra luôn, coi cái sợi dây đó là cái sợi dây gì. Lúc này bác Tám ổng mới đưa đầu, ổng nhìn vô cái giếng thì ổng thấy có một cái đầu người đang treo lơ lửng ở dưới cái giếng này nè, tuốt ở dưới.
Lúc đó mọi người không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ bây giờ là kéo cái sợi dây lên, coi cái người dưới đó là ai. Kéo lên rồi thì mới phát hiện đây là cái thằng Thái, con của bác Tám chứ là ai nữa. Sau khi mà kéo cái xác ra khỏi miệng giếng rồi thì mới thấy đây không phải là một cái vụ án treo cổ. Tại vì cái sợi dây nó không có treo ngay cổ, mà nó cột ngay cái bụng vậy nè. Cột như là cột cái bụng con ếch vậy đó, cột rất là chặt luôn, nó sâu vô cái thịt vậy đó. Kéo lên rồi thì mọi người không có thấy cái mùi thối, chỉ thấy là một cái mùi hôi thôi à, nó không có mùi thối gì cả. Với lại cái xác này nè, nó cũng chưa có phân hủy luôn. Do đó thì mọi người mới suy nghĩ, có khi nào cái thằng này nè, nó bị ai cột, thả nó xuống dưới đó, tầm khoảng hơn một ngày sau nó mới chết, chứ không phải là nó chết mấy ngày trước. Nhìn kỹ lại cái xác thì bác Tám ổng chết đứng luôn. Ổng thấy thằng con của ổng bây giờ da dẻ tím tái hết trơn, máu đâu có được lưu thông đâu. Cái chỗ mà cột cọng dây nó rướm máu luôn mọi người, tại vì cột quá là chặt. Ổng biết chắc chắn khi mà cột thằng con của ổng thả xuống dưới thì nó cũng phải giãy giụa hơn một ngày trời nó mới chết. Trong cái lúc mà quẫn trí quá đó, thì bác Tám ổng đã quyết định báo công an xuống đây để cho công an người ta điều tra cái hiện trường, tại sao mà con ổng chết một cách bất thường vậy, có ai sát hại con ổng hay không. Tuy nhiên khi mà công an người ta xuống, người ta cũng xác minh cái hiện trường, đồng thời lúc này người ta cũng đã phát hiện ra có một cái xác đã phân hủy rất lâu rồi nằm ở dưới cái giếng này nè. Thế là bây giờ chuyện cũ được đào lên. Tuy nhiên sau khi mà phát hiện được một cái xác người ở dưới cái giếng đó thì lấn cấn một chỗ, tang chứng vật chứng có rõ ràng rồi, nhưng đâu có bắt ai ra nhận tội được đâu. Tại vì lúc này nguyên một xóm ai cũng cầu xin với công an nhận tội về mình không à, nguyên một xóm đồng lòng với nhau mà. Và cuối cùng không biết sao công an người ta mới xử một cách công bằng như vậy. Nguyên cái xóm này hùng tiền lại và đền bù cho gia đình của cái thằng ăn trộm này một số tiền đáng kể. Đền tiền xong rồi cho gia đình của người ta đem cái xác này về an táng. Tuy nhiên nhận tiền đền bù, bên gia đình của cái người ăn trộm này vẫn không có chịu, vẫn tiếp tục đâm đơn kiện nguyên cái xóm này luôn. Tại vì đã giết người mà giấu xác người ta. Bây giờ là coi như cái chuyện giấu xác của cái thằng ăn trộm tạm lắng xuống đi, đã được xử lý rồi. Còn một cái chuyện lạ chưa được thỏa đáng, đó chính là tại sao mà cái anh Thái, con của bác Tám lại bị cột ở dưới cái giếng này và chết một cách đau đớn như vậy chứ. Những cái người lớn trong xóm này nè, người ta mới suy nghĩ, người ta nói có khi nào hồn ma của thằng Tý nó muốn cái thằng Thái tới cái miệng giếng, cột cái sợi dây đi xuống dưới, kéo cái xác của nó lên. Nhưng do cái sợi dây ngắn quá đi, thằng Thái nó bị lơ lửng ở đó, rồi thằng Thái nó chết luôn. Chứ người ta cũng biết cái anh Thái này là một cái người ngay ngay dại dại, đâu thể nào mà tự mình buộc xuống dưới để mà chết vậy đâu. Tới nước này rồi thì mọi người trong xóm của bạn mới nhớ lại một cái chi tiết. Đó chính là trong những cái lần mà những cái người nhà của cái thằng Tý ăn trộm này qua tới bên xóm của bạn để mà hỏi ra tung tích của nó đó, thì bên đó người ta mới nói thằng Tý nó có về nó báo mộng với tôi. Nó nói nó bị người ta giấu xác rồi, giấu xác mà còn bỏ đói nó nữa. Kêu phải qua bên xóm này nè, trả cái xác của nó lại đi, đem cái xác của nó lên, nếu như không nó bắt một mạng để mà thế mạng cho nó đó nghe. Nhưng cái thời điểm đó người ở trong xóm của bạn đâu có ai tin, cứ tưởng là những cái người nhà của nó theo dệt câu chuyện này lên để mà nhằm một cái mục đích là chỉ cái chỗ giấu xác của thằng Tý lên không à. Thành ra đâu có ai tin cái chuyện này đâu. Cho tới bây giờ thì mới tin cái chuyện mà thằng Tý về báo mộng là có thiệt. Tại vì anh Thái, con của bác Tám đã bị chết với cái giếng này rồi, chết một mạng. Rồi là kể từ cái vụ việc chấn động đó, hầu như nguyên một xã ai cũng biết tới cái chuyện là cái xóm của bạn giấu xác của cái thằng ăn trộm này. Rồi thằng ăn trộm này nó về đây nó quấy phá mọi người tùm lum hết trơn, riết rồi ai cũng sợ cái định này, không có dám đi ngang. Mà đúng thiệt nha, bạn nói vong hồn của thằng Tý này rất là phá luôn, đặc biệt là phá những ai nuôi gà nuôi vịt ở trong cái xóm của bạn. Hồi đó trong xóm của bạn có cô này là cô Thêm, cổ chuyên nuôi gà nuôi vịt, nuôi gà mái cũng có, gà trống cũng có. Cái đợt đó sau khi mà rộ lên cái vụ án này thì tự nhiên cái đêm đó là nguyên một cái giường bà này bà nuôi gà nuôi heo chết hết trơn, không còn một con nào hết trơn. Sáng thức dậy con nào con nấy cứng ngắc, và đặc biệt là heo của bà nó tím ngắt luôn, bà bỏ hết, đâu có buôn bán gì được cho ai nữa đâu. Mà ghê hơn nữa đó là cái chú trưởng ấp có một lần ổng đi ngang cái đình này ban đêm, ổng cũng thấy một cái người thanh niên, đúng thiệt đây là cái thằng Tý chứ không phải ai hết trơn. Ổng nói nhìn nó thì cũng giống như người bình thường thôi, chứ không phải là cái gì ghê lắm. Nhưng càng nhìn kỹ thì ổng không có đi đâu được hết trơn Tại vì nhìn giống như ổng bị ma đè vậy đó, ổng cứng ngắc cái giò, ổng không đi được luôn. Ổng mới thấy nó đi cà nhắc vậy nè,
Tại vì cái gót giò của nó hồi trước á, bị cuốc vô ngay cho cái gót giò, nó bị thương, nó đi cà nhắc vậy đó. Còn cái dai của nó vẫn hằn lên cái vết chém luôn. Ngày trước có người chém ngay cái dai của nó, thành ra nó mới chết á. Nói chung là cái đợt đó hoang mang dữ lắm luôn, ai cũng sợ hết. Mặc dù á, cái xác của thanh niên ăn trộm này đã được gia đình đưa về chôn cất đàng hoàng rồi, nhưng mà cái hồn á, vẫn còn vất vưởng ngay tại cái miệng giếng này, không có đi được. Tại vì ngày hôm đó bị người dân á, đánh quá trời tức tưởi đi, khi mà đưa xuống cái giếng á, vẫn chưa tắt thở nữa mà. Thành ra là cái lần đó nguyên cả cái xóm của bạn cũng kéo qua nhà của thanh niên đó, ngồi nói chuyện với ba má của thanh niên này, nói chuyện phải quấy đàng hoàng, rồi cùng nhau mời thầy về á, để mà trục vong, đưa đi chỗ khác đi, chứ đừng có ở đây quấy phá người dân trong xóm của bạn nữa, người ta sợ, người ta không có dám đi ngang nữa. Rồi cuối cùng là cũng mời thầy về trục vong. Cha của bạn nói nha, thời điểm đó cha chưa từng thấy một cái buổi lễ nào mà nó lớn linh đình như cái buổi lễ đó luôn. Phải mở cái đắp giếng này ra nè, làm lễ rất là lâu, kéo dài nguyên một đêm luôn. Sau cái ngày làm lễ đó thì cũng không biết là vong hồn của thanh niên ăn trộm này đã được trục đi hay chưa thì mọi người không có chắc. Tuy nhiên một khoảng thời gian sau á, cái chuyện này nó cũng dần lắng đi từ từ. Cái ông bác Tám á, ổng cũng đỡ buồn. Tại vì ổng cứ nghĩ đơn giản thôi, thằng con của mình á, bây giờ nó chết đi, cho nó khỏe cái thân của nó, thôi mình cũng đừng có lăn tăn cái chuyện đó nữa. Tự nhiên cái năm đó rúng động thêm một chuyện nữa, đó chính là bác Tám á, ổng không biết bị gì mà ổng tắt thở, ổng chết ngay tại nhà của ổng luôn. Khi mọi người kéo qua đó thì thấy bác Tám nằm chết ở từ hồi nào rồi. Công an người ta cũng xuống, người ta nói á, do cái ông này nằm, ổng uống rượu ghiền, ổng nghiện rượu lắm rồi, rồi thêm á, bệnh hoạn trong người của ổng nhiều lắm, không có ai chăm sóc cho ổng, thành ra ổng nằm rồi ổng chết luôn, ổng mang cái bệnh gan ở trong người. Gia đình nó thì cũng đơn chiếc, còn có hai cha con à, mà cái thằng con cũng mới vừa chết, bây giờ tới ổng nữa. Thì cả xóm cũng cùng nhau kéo qua dọn dẹp nhà cửa, dọn xong á, cũng làm đám tang cho bác Tám này, rồi sau đó mọi người á, định là đóng cái cửa khóa lại luôn. Cái ngày mà mọi người cùng nhau hùng lại làm cái đám ma cho bác Tám á, cũng rất bình thường thôi. Chôn cất ổng xong, rồi mọi người cũng dọn dẹp lại một lần nữa trước khi đóng khóa cửa cái nhà này luôn. Tuy nhiên, ngày hôm đó, mọi người lại phát hiện ra một cái bí mật rất động trời. Đó chính là, ở dưới cái gầm giường, ở trong cái giường của bác Tám này á, có nguyên một cái đống toàn là sọ đầu không luôn. Mọi người đếm á, chắc tầm khoảng 30-40 cái sọ đầu. Ngày hôm đó là ai cũng sợ hết trơn luôn. Sọ đầu nhiều tới nỗi mà người ta phải lên báo chính quyền, kêu chính quyền xuống đây á, giải quyết cái vụ này. Rồi sau đó người ta cũng đem hết cái số sọ đầu này á, đem về đồn để mà phục vụ công tác điều tra, rồi cũng khóa cửa cái nhà này lại. Bây giờ thì cái nhà cũng đâu còn ai đâu để mà mọi người có thể bàn tán. Thành ra là mọi câu chuyện sau đó chỉ là những cái lời đồn đoán của những cái người trong xóm của bạn thôi hà. Tại vì nhà của bác Tám bây giờ chết hết rồi, đâu còn ai để mà giải thích cái chuyện này nữa đâu. Sau đó thì những cái người lớn tuổi trong xóm này, người ta mới đặt một cái giả thuyết rằng, có khi nào hồi lúc còn trẻ, ông Tám ổng tham gia ở biên giới chiến trường Tây Nam á, ổng có tiếp xúc với Pol Pot rất là nhiều, ổng cũng từng chứng kiến những cảnh tượng, đó chính là những cái xác chết á, người ta nằm đầy đồng luôn, máu me lên láng gì đó. Và có khi nào ổng đã bị thấm nhuần cái tư tưởng của Pol Pot ngày xưa, đó chính là Pol Pot ngày xưa nó rất là mị dân, nó thường xuyên tuyên truyền những cái tư tưởng rất là lệch lạc. Nó có cái tư tưởng rằng, nó nói nếu như mà con người á, chết đi rồi á, sẽ có một cái sự tái sinh, do đó nó mới diệt chủng, nó giết người ta một cách vô tội vạ, như là rơm, như là rác vậy đó. Đó thì người ta mới nghĩ có khi nào ổng bị tiếp xúc những cái tư tưởng lệch lạc của cái tụi Pol Pot như vậy, thành ra sau khi ổng về Việt Nam rồi á, ổng đem những cái sọ đầu này về để mà hy vọng hai đứa con của mình á, thoát khỏi bệnh tật. Tại vì con của bác ai cũng bị chất độc màu da cam hết trơn á. Mà nếu suy nghĩ lại á, thì những cái giả thuyết của người lớn này á, nghe cũng rất là hợp lý nha. Tại vì sau khi mà ổng đem những cái sọ đầu này về nhà đó, cái người vợ của ổng thấy sợ quá, thấy ghê tởm ổng quá, bà mới bỏ nhà đi đó. Thành ra để lại mình ên ổng nuôi hai đứa con, mà một cái đứa con đầu lòng á, đã chết từ rất lâu rồi. Ổng cứ suy nghĩ vậy đó, ổng cứ nghĩ đem cái sọ đầu này về á, là con của ổng sẽ có một cái tương lai tốt đẹp hơn không à. Nhưng mà ổng đâu có ngờ rằng người vợ của mình quá là ghê, bà mới bỏ đi như vậy. Tuy nhiên tất cả thì cũng chỉ là giả thiết thôi, đâu có ai biết á, là có thiệt hay không. Nếu muốn biết có thiệt hay không á, thì chỉ có duy nhất một người trả lời được, đó chính là bác Tám. Tuy nhiên bây giờ á, ổng cũng chết rồi, thành ra đâu có ai biết được những cái sự thật gì đằng sau đó đâu. Cũng đâu ai biết được cái mối liên quan giữa cái chết của anh Thái con của ổng và những cái sọ đầu này nằm ở dưới gầm giường của ổng đâu.
Cái chuyện này thì hồi còn nhỏ bạn không hề biết luôn. Cho tới bạn được tầm khoảng 7-8 tuổi thì bạn thấy là người ta không còn xài nước giếng nữa. Tại vì người ta xài những cái máy bơm nước á mọi người. Người ta bơm trực tiếp từ lòng đất lên không à. Người ta xài ở nhà chứ không còn gánh nước từ giếng lên nữa. Và cuối cùng, câu chuyện về cái giếng phía sau cái đình đã khép lại bằng hai cái chết. Cái chết thứ nhất là một cái chết rất là thỏa đáng của cái thằng ăn trộm, phá làng phá xóm trong suốt một thời gian dài. Thứ hai là cái chết thế mạng. Đây cũng là một cái chết, và đó cũng là một cái sự trả giá cho cả cái xóm của bạn về cái tội giết người nhưng mà giấu nhẹm đi, không có báo cho chính quyền biết. Do đó thì mới thấy tất cả mọi chuyện trên đời này thì chuyện gì cũng đều có hướng để giải quyết hết. Mọi người đừng có đôn nóng để mà phải vướng vào cái dòng lao lý, và gây hơn là dính vào những cái chuyện tâm linh như thế này. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha mọi người. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu chờ đợi những tập truyện thật là hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin kính chào tạm biệt mọi người.